Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Christian đây. Thì trước khi mà các bạn nhìn vào cái title của video này mà các bạn đánh giá mình các kiểu, thì mình chỉ muốn nói trước đó chính là mình hoàn toàn đồng ý với tất cả mọi người là tuổi thọ của trend nó hoàn toàn không có thể lâu một chút nào cả. Có những trend nó có thể sống từ 3 đến 4 năm, nhưng cũng có những trend thì nó có thể sống từ 1 đến 2 năm mà thôi. Nhưng mà đối với lại trend á, thì nó giống như là một cái sự báo hiệu, một cái sự nhận biết là những cái trend, những cái xu hướng thời trang nào là đang hot, là đang kiểu như hợp thời. Ở thời điểm hiện tại thì cái số lượng trend nó đã lên đến hàng chục, hàng trăm rồi, và mình tin rằng là nó rất khó để mà tất cả mọi người có thể keep up mà áp dụng cho bản thân của mình. Vậy nên ở trong video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn một cái list đầy những cái trend mà mình cảm thấy nó phù hợp với tất cả mọi người, để mà các bạn có thể dễ dàng sắm cho mình những món đồ phù hợp xong vẫn giữ được cái nét đàn ông chân chất. Nếu như các bạn thích cái ý tưởng của video này thì hãy tiếp tục xem nó nhé. Trend đầu tiên mình muốn nói đó chính là những đôi giày dad shoes. Dad shoes hay còn gọi là những cái đôi giày của bố, thường là để thể hiện những cái đôi giày nào mà có thiết kế to và cũng có nhiều chi tiết và màu sắc ở trên cùng một đôi giày. Đặc tính của những đôi giày dad shoes thường là rất là êm và dễ lấy ra lấy vào. Và mình cũng hoàn toàn hiểu lý do vì sao mà các bạn nam hiện giờ vẫn còn khá là ngần ngại trong cái việc sở hữu cho mình những đôi giày dad shoes. Bởi vì cái thiết kế của chúng thường là không giống những cái đôi traditional chút nào, ví dụ như là những đôi Converse, những đôi Vans hoặc là những đôi giày runner. Và thông thường những cái đôi giày dad shoes nó còn gắn với lên hình ảnh những bạn trẻ high beast và mặc đồ lè loẹt nữa. Mình chỉ muốn nói là các bạn hoàn toàn có thể tin mình, nếu mà các bạn mua đúng cái loại dad shoes á thì các bạn có thể phối những cái bộ đồ vừa ngầu vừa chất. Những cái sai lầm mà mình nghĩ các bạn cần phải nên tránh đó chính là mang dad shoes với lại những cái chiếc quần quá skinny, là bởi vì cái thiết kế của những cái đôi giày dad shoes nó cũng đã quá bulky rồi. Cho nên là khi mà các bạn mặc những chiếc quần skinny vào thì cái người của bạn nhìn nó mất cân đối đi, bởi vì chân quá to nhưng mà quần này quá nhỏ. Đồng thời khi mà các bạn lựa chọn những cái màu sắc và kiểu dáng của những đôi dad shoes thì nên hạn chế những cái đôi giày nào mà có quá nhiều màu sắc và thiết kế ở trên nó, ví dụ như là những đôi Yeezy 700 màu OG, mà thay vào đó là hãy chọn những cái đôi giày sneaker có màu trung tính hơn để mà các bạn có thể dễ dàng phối những bộ đồ đẹp nhưng mà vẫn đàn ông. Mình nói ví dụ đây có thể là những đôi Yeezy 500 màu Desert Red nè, rồi màu Salt nè, hoặc có thể là những cái đôi MLB và những cái đôi New Balance. Trend thứ hai mình muốn nói đây đó chính là mang blazer chung với lại áo thun. Mình bắt đầu nhìn thấy các bạn trẻ hiện giờ đang áp dụng cái phong cách, cái trend này rất là nhiều, và mình thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc ở trong lòng. Smart casual chỉ ra những cái bộ outfit mà có những cái sự kết hợp với là những cái món đồ có cấu trúc khá là trang trọng, ví dụ như là vest nè, blazer hoặc là quần Âu, nhưng thay vào đó là biến đổi cái form dáng của nó, cái màu sắc của nó hoặc là cái họa tiết của nó để khiến chúng trở nên casual hơn. Mình nghĩ đây cũng là một cái trend khá là hay dành cho tất cả các bạn đàn ông, bởi vì chúng ta hiện giờ đang sống ở trong một cái culture là high beast với lại hip hop, cho nên khi mà các bạn diện những cái món đồ lên á, các bạn nhìn sẽ rất là khác biệt so với là những người còn lại. Và trend thứ ba trong danh sách này đó chính là những cái đôi boot có gót, bắt nguồn từ những cái thiết kế vô cùng grunge, vô cùng rockstar của Saint Laurent, mà hiện giờ chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều kiểu dáng boot vô cùng ngầu, vô cùng lạ mà chúng ta hay còn gọi là đĩ style ở trên thành phố. Mình hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao các bạn nam vẫn còn khá là ngần ngại đó là cái trend này, bởi vì thường là guốc nó đi chung với lại hình ảnh của những cái bạn nữ sang trọng, diện những cái bộ vest, những cái bộ đồ Âu hoặc là những cái bộ đầm. Nếu vậy thì hãy để mình dẫn các bạn quay về những thế kỷ thứ 10, khi mà phương tiện di chuyển chính của chúng ta là bằng ngựa. Ở những cái thời điểm đó thì đàn ông sử dụng cái việc di chuyển bằng ngựa là chính, vậy nên cái việc mà giày mà có gót nó sẽ giúp cho cái việc di chuyển được linh hoạt và logic hơn rất là nhiều. Thời trang nó giống như là một vòng luẩn quẩn vậy đó, vậy nên cái việc mà các bạn thấy những cái đôi boot có gót á, nó giống như là mang những cái điều cốt lõi dành riêng cho đàn ông quay trở lại bây giờ, cùng với là những thiết kế sành điệu hơn, sang trọng hơn dành riêng cho tất cả mọi người. Và đứng ở vị trí thứ tư ở trong danh sách này đó chính là mặc màu hồng. Wow, trước khi các bạn nhào tới cấu xé mình thì để mình giải thích cho các bạn nghe kỹ hơn nhé. Màu hồng đối với cá nhân mình thì nó hoàn toàn không thể hiện một chút nào liên quan đến giới tính cả, mà thay vào đó là mình cảm thấy cái tính chất của nó là nó liên quan đến những cái sự giống như là ngọt ngào nè, lãng mạn và lãng tử. Các bạn nghe những cái đặc tính đó có thấy hơi quen quen không? Những cái đặc tính đó là dành cho những anh chàng fuckboy. Nhưng mà khoan, mình không nói các bạn cần phải trở thành fuckboy, nhưng mà các bạn có đồng ý với mình là những cái nhóm người đó thường là có cái sự chú ý đặc biệt từ những người phụ nữ hay không? Một người đàn ông mà đủ bản lĩnh và nam tính thì mới dám diện lên mình những cái bộ đồ màu hồng, bởi vì anh giống như đi ngược lại với lại những gì mà xã hội nghĩ về anh vậy đó. Cũng chính vì lý do đó mà nhìn anh rất là khác biệt so với là những người đàn ông khác. Vì thế nên là những cái sự tập trung thường là dành riêng cho anh mà thôi. Một cái ví dụ rất là điển hình đó chính là anh Binz thường xuyên diện những bộ đồ màu hồng, và mình cũng chưa từng thấy ai kêu là nhìn anh Binz nữ tính quá. Trend thứ năm ở trong danh sách này đó chính là utilitarian, hay còn gọi là phong cách có nhiều túi. Mình biết cái trend thời trang này gọi là phong cách thời trang tiện dụng, nhưng mà cái đặc điểm đặc biệt mà các bạn hoàn toàn có thể nhìn ra ngay đó chính là chúng có rất là nhiều túi. Một số ví dụ mình muốn liệt kê ra đó chính là những cái chiếc quần cargo pants nè, những cái chiếc tactical vest nè, hoặc là những chiếc chest rig. Nhìn những cái món đồ này thường nó làm chúng ta nghĩ đến những cái anh chàng mà kiểu như cao to ngầu lực lưỡng ở trong quân đội vậy, bởi vì thường những cái món đồ ở trong quân đội thường là nó rất là tiện dụng, rất là đa dạng. Vậy nên cái hình ảnh của bạn khi mà diện lên cái trend này á, đó chính là bạn là người có kỷ luật tốt nè, và bạn là người dám làm, dám nhận, dám chịu đựng hết tất cả những cái điều mà ở ngoài kia đổ vào bạn. Thật sự phải nói là rất là khó để mà mình không thích cái trend này, là bởi vì điện thoại của chúng ta thì càng ngày càng to lên,
Còn những cái chiếc quần của chúng ta thì càng ngày càng bó lại. Vậy nên cái việc mà các bạn nhét cái điện thoại trong cái túi quần là đã nhìn rất là xấu rồi. Nhưng mà chính cái trend thời trang này nó cho bạn một cái lý do để mà các bạn lúc nào cũng có thể mang theo cho mình những cái chiếc túi để mà các bạn có thể bỏ vào những cái compartment đó. Thì khi mà các bạn ra đường, các bạn mặc đồ đẹp á, các bạn sẽ không bị thể hiện những cái vết lòi từ cái chiếc điện thoại của mình hoặc là những chiếc bóp. Nhưng mình cũng muốn nói đó chính là các bạn cũng đừng có quá cầu kỳ trong cái việc mặc cái trend này. Nếu mà các bạn muốn thử thì hãy mua cho mình một chiếc cargo pants, sau đó mặc chung với là đôi combat boot thì phải nói là khỏi chê luôn. Và trend cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với là những người anh em của mình đó chính là graphic tee. Phải nói thành thật với tất cả mọi người, mình là sucker for basic tee. Có nghĩa là nếu mà các bạn bước vào cái tủ đồ của mình thì các bạn có thể thấy là mình có sở hữu rất là nhiều kiểu dáng basic tee, nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng. Nhưng cái việc mà sở hữu một hai chiếc graphic tee cũng là một cái điều mà hoàn toàn cũng không có gì xấu cả. Bởi vì để thành thật mà nói với tất cả mọi người, để mà sở hữu những chiếc basic tee á là các bạn phải có một cái sự tinh tế trong cái việc lựa chọn cái cách layer hoặc là cách mang những cái accessory. Nhưng đối với lại những cái món đồ mà graphic tee á thì các bạn chỉ cần mặc lên nó là đã đủ nó bật rồi. Các bạn chỉ cần kết hợp thêm những cái món đồ mà nó đơn giản, nó cơ bản một chút là các bạn đã có một cái outfit vô cùng nổi bật. Nhưng có một số tip mà mình nghĩ các bạn cần phải biết, đó là cái việc khi mà các bạn mua chiếc graphic tee thì các bạn ít nhất nên biết ở trên chiếc áo đó nó có cái gì. Nếu như mà ở trên chiếc áo các bạn có những người rapper, những người ca sĩ, nghệ sĩ thì mình cũng phần nào hy vọng là các bạn biết cái người đó là ai, chỉ cần biết cái tên của người đó là được thôi. Còn nếu như mà dành cho những chiếc áo nào mà có ghi quá nhiều tiếng Anh á thì các bạn thật sự cần phải dịch cái từ tiếng Anh nó ra trước khi các bạn mua nó. Bởi vì mình đã từng chứng kiến rất là nhiều những cái người mà mặc những cái chiếc áo có đầy chữ tiếng Anh rất là ngầu, nhưng mà khi dịch ra thì cái ý nghĩa của nó không ngầu chút nào cả. Chính từ cái điều này nó sẽ phá hỏng hết tất cả những gì mà các bạn đang mặc từng người luôn. Ok, và đó chính là 6 trend để mà các bạn hoàn toàn có thể kết hợp cho bản thân mình để tạo nên cho mình một phong cách sành điệu đa dạng hơn. Và đối với cá nhân mình á thì mình nghĩ đôi lúc chúng ta cũng nên kết hợp một chút những cái món đồ của mình với lại những món đồ trend để mà các bạn thể hiện cho mọi người thấy là bạn cũng rất là nghĩ đến cái ngoại hình của mình, những cái gì mà các bạn mặc lên, và đồng thời cũng là cố gắng nâng cấp nó mỗi ngày. Nếu như mà các bạn thích video này thì hãy cho mình nút like nhé, đồng thời cũng là nhấn vào nút subscribe để mà xem video của mình mỗi tuần. Ok, mình sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong video tiếp theo nhé.